Có chưa? Rồi sửa xe Hồng Hoàng, Cù Bắp sẽ nhận là một chiếc quay RS100. Thì trong tình trạng là máy kêu như thế nào thì anh em coi nè. Thì cái này là mình nhận thì giờ này cũng cỡ 10 giờ rồi đó, 10 giờ sáng rồi, thì mình hẹn ảnh là phải trưa mai lấy nha. Thì xe này là cũng chạy ráp thôi. Rồi bây giờ mà mình cho anh em nghe tiếng kêu rồi mình sẽ rã ra. À, xe này thì đài không được. Rồi có sửa đài gì nói ta sửa luôn cho. Có gì kiểm tra than được rồi, nếu mà bị nặng này thôi. Lột dên rồi anh em ơi nha, lột dên rồi. Rồi bây giờ thì làm lại thôi, miếng im là được rồi, để rã ra coi bị gì ha. Rồi có gì anh em ghé quán nước ủng hộ về bảy nha. Rồi chào các bà bảy. Bà bảy ơi, chào bà bảy ơi. Em ruột. Rồi nha. Rồi cơ ngơi của dì bảy xà lan. Rồi bây giờ là mình sẽ dên thì mình thay là bật đạn ma chi thôi. Dên ép về anh em thì tay lột, có nãy lấy cái tay lột vô giờ đây cho anh. Tay với cái ắc dên ngay chỗ cái mâm bự á, đâu ngay chỗ cái ghế á. Dỡ ghế lên coi. Rồi thì bộ số mình vô nè anh em. Rồi. Cái số này dễ lắm anh em vô dễ, bắt đầu anh em quay lên anh chàng vô thôi. Rất là dễ dàng. Có rớt xuống cái đường mương á. Đó, anh em thấy không? Rất là dễ. Đó, có gì đâu. Rồi vậy là xong bộ số rồi đó. Rồi. Thì bộ số của Alpha là cái lông đền này nó bự nè. Lông đền này là khi nó nạp số này lên nó sẽ đụng. Lông đền này là nó có hai con. Một con dày với lại con mỏng nè. Anh em thấy chưa? Để cái con mỏng nó nằm dưới đây thì khi mà mình quạt số á, thì nó mới chạy lên được. Thấy không? Còn không là nó không chạy lên được đâu. Là khi mình lên nè. Số lên nè, đó. Đó, nếu mà cái lông đền dày thì nó không lên được nha. Đó. Rồi. Như vậy là đúng rồi đó anh em ơi. Đó, tới thằng này. Này nằm đây. Không phải rồi. Còn cái số nữa, còn một số ở bên đây nữa ha. Rồi. Số này, đó anh em ha. Đó. Cái cần này. Rồi vô, đó. Và lông đền này nằm ở trên mới đúng rồi nha, nằm dưới là không có vô số được nha. Đó. Anh em lưu ý cái que Alpha nó có cái điểm khác riêng thái rồi cho nó đó. Rồi bên đây lông đền bình thường. Rồi ha, giờ mình vô thôi. Hai bánh răng bơm vớt luôn nha anh em. Rồi. Rồi. Rất là dễ. Rồi. Ở đây là nó có một cái dày dày nữa. Rồi bây giờ là lấy ron rồi mình chét keo rồi. Còn cái nhông giò đạp nữa. Nhông giò đạp thì nó có cái lông nền giò đạp. Rồi cái râu vô đây thôi. Đó. Thấy không? Thì đây có lông đền. Nếu mà lông đền này mất, anh em có thể chiêm cái lông đền mà mình hay canh cái cùi dĩa rim quay á anh em. Cái chỗ bà đạn cái cùi ống chỉ 6203 đó, bà đạn 6203 anh em chim vô. Không sao cả. Rồi như vậy là xong rồi.
giờ là ập lóc vô thôi chứ sao giờ. Sau khi xong là cốt số có độ rơ nè, trên quay nhẹ ha, hai cốt số có độ rơ rồi mình vô rồi thôi. Mình bắt long đền báo số, thì khi mà bắt long đền báo số anh em nhớ là cái râu mà có long đền báo số anh em không phải để ngay cái điểm rảnh cái mương của cái đầu báo số, còn không là anh em có đầu theo số ha, còn không là anh em nó bị ra và cái đó là báo số sai hoặc là vô số nặng đó vậy đó. Rồi sau khi mà gắn bi số rồi bông mai hoa mai ngôi sao người ta thì vô số ngọt ngào lắm anh em ơi. Rồi lò xo vò đạp thì vô hết rồi, phe chặn rồi nè, thì bây giờ mình sẽ vô bê tông rồi ha, vô bê tông lồng rồi chứ biết nói sao giờ. Rồi mấy cái lò xo này mình bỏ ra nha, lò xo nội là mình thay lò xo nội nhẹ lại thôi nha, lò xo này mình không chơi, nói chung là vậy đi. Hồi nãy là bị khuyết đế nhôm là mình đi vớt lại rồi nha, mình canh lại rồi. Đó nãy. Rồi xe này là bố bị mòn ra bã rồi nha anh em, thì mình thay bố mới thì mình phải canh sắt lại với mình vớt nè. Mình vớt cái này thôi anh em ơi, tại vì cái này nó mòn ra bã rồi. Đi cái lò xo nồi quá độ trời đất nha. Rồi đó. Rồi đó. Anh em đi lò xo cứng quá đó là nó hại cái đế nhôm chứ không có được gì đâu nha anh em. Rồi mình đi lò xo lại ok là chạy bốc lại bình thường không có gì đâu anh em. Rồi lòi răng bắp lên nè. Rồi bây giờ là mình vớt cho nó mà lòi răng bắp ra. Đó lòi răng bắp ra rồi nha. Rồi sau khi mà ép dên về nè cho anh em coi nè, tay dên lột nè anh em thấy chưa. Anh em thấy tay dên bị lột chưa. Đó tay dên lột rồi thấy không. Đó là thứ nhất. Rồi ắc dên lột kiểu này chạy cái gì cũng biết nữa nha anh em. Đó. Rồi tay dên lột. Rồi bánh bơm nhớt là bị quéo, mình sẽ thay bánh bơm nhớt mới rồi đó, mình đã thay rồi. Rồi trong xe này là xài 3 lá sắt nhám là mình sẽ trở lại, với lại bố đen nè mình sẽ trở lại 3 lá sắt là có chấm chấm nhưng mà không có nha, không có bị sần sần nha anh em. Rồi làm tầm bậy tầm bạ chạy không được đâu.
Rồi xích cam là mình sẽ thay xích cam DID nha. Đó. Tiếng Anh không? Tiếng Anh nhiều gió không? Tiếng có tiếng không? Moto Cicale. Và đạn cam rồi đây. Vô xích móng, vô móng rồi đó. Thì bây giờ là xe này là, thì mình thấy có nhiều xe rất là hiệu quả. Nhiều người ta thay rất là nhiều mà không hết cái bệnh mà chảy nhớt, xì nhớt mâm dầu này. Thì mình sẽ mâm lửa này thì mình sẽ thay cái khoen này vô. Cái khoen này nó sẽ định vị, nó không bị lắc cái nhông đề. Thấy không? Một cái khoen này thôi là đủ hết xì à. Rồi mình sẽ vô lòng nha anh em. Rồi vô nhớt rồi đi bây. Vô lòng. Vô rồi. Rồi vô lòng. Gài phe bít tông đầy đủ. Thì bánh xu lòng là mình sẽ thay bánh xu lòng mới nha. Rồi tinh cam thay mới. Rồi ở đây là có cái dĩ này nè anh em. Dĩ này bị gãy ngay chỗ đỡ sinh đề nè. Đỡ xích đề à. Xích lai đề. Đó. Thì mình sẽ thay một cái dĩ mới. Dĩ này là của quay alpha luôn nha anh em, chứ không phải dĩ lô nha anh em. Rồi 15 nè. Rầm. Đây là này 12. Tại cha nó miễn sao là đầu rin á. Nói chung là đầu rin nha anh em. Thì 12 thì còn 3 ngày là nửa chu kỳ. Này là được 15 ngày chuẩn bị tới ngày đèn đỏ rồi đó. Ghê á biết. Rồi bà đạn cam là mình đã thay bà đạn cam mới rồi nha. Đó, hai cái bà đạn cam mới nha anh em ạ. Rồi bây giờ là mình sẽ vô đầu thôi. Bấm đầu rồi. Rồi xe này là thay bánh bơm vớt mới luôn nha anh em. Đó. Thì bánh tăng đầu mới rồi nè, thì sên cam mới rồi. Canh cam đúng rồi hoàng thì mình sẽ vô. Mình sẽ vô thôi chứ giờ sao giờ? Biết nói sao giờ? Rồi thì bây giờ là mình đã vô hết cơ cấu tăng cam rồi, thì bây giờ mình sẽ vô ở đây mình thả hai cọng xin này thì mình khỏi chét ami nhăn con vít nha. Thì thả hai cọng xin thì nó cao hơn chút là mình siết cứng cho là ok đó anh em ơi. Đâu có xì đâu. Hồi nãy ở đây là đóng phen đồng rồi nha. Rồi ở đây là mâm zin luôn, mâm zin mà xin vừa phải là ok rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chét mở bò và chét nhớt thôi, cho nó vô cái sực cái là được rồi. Lấn vô mà nghe cái sực cái đầu khất là được rồi. Rồi nha. Rồi để báo số này mình lên trên kia mình gắn cũng được, không sao hết. Rồi. Tới đây cũng ổn rồi đó. Lên gắn nồi rồi muốn xong mẹ. Gắn nồi qua là đẻ mẹ. Rồi vậy đi chứ biết nói gì giờ. Thì post nhông ở đây nó chừa nhô ra cái đầu cơ này chi mình không biết nha. Thì xe hơi kia mà đầu cơ mình nghĩ là nó chế mấy chiếc xe mà nó chạy láp anh em nha. Còn xe gì thì mình không biết, chứ không phải là người ta làm dư ra đâu. Ví dụ 1000 chiếc là dư đây sắt là biết bao nhiêu, không phải tự nhiên người ta làm dư ra nha. Cái này nó chế xe gì thì nói chung là nó chế cái đầu cơ ra chế láp nữa. Rồi lấy dít bắt nha. Rồi thì cái mâm cũ đó là cũng mâm zin nhưng mà nó mất cái một cái ngạnh này rồi nha, cho nên là không có gài được cái thằng lằn đỡ sên, không có gài được thằng lằn đỡ sên đề. Rồi dên này là lột nè anh em. Rồi sau khi lên máy mình sẽ vô nồi nha anh em. Rồi chút nữa sẽ nổ máy thôi. Thì do mình ráp cái Sirius kia nữa cho nên là cái tiến độ là mình chưa có xúc bình xăng. Chúng mình sẽ xúc bình xăng luôn nha anh em. Mình nổ máy rồi mình sẽ xúc bình xăng luôn. Đó, vậy là gần xong rồi nha anh em. Rồi thì chuông vớt lại nè, còn đế nồi là mình đi vớt lại nha. Cái đế dơm của anh trai là bị khuyết hai lần rồi, vô chạy là nó ra bả bố nồi nhiều lắm, không tốt đâu, cho nên mình đi vớt lại cái đế dơm. Rồi là cái lò xo của em trai cứng lắm nha, mình sẽ thay là bốn cái lò xo thường lại. Lò xo nồi rất là cứng nè, bây giờ là mình ập lốc nồi vô nha. Xong hết rồi anh em ơi, mình ập lốc nồi vô nha, cho phép mình ập lốc nồi. Ok rồi đó. Rồi xe này nó gãy chấu bao bi, mình thay chấu bao bi mà loại đạn bạc đạn nha, màu của nó là bi lăng.
Rồi thì giờ này cũng trễ rồi, thì thời gian có hạn ở bên, thời gian có hạn, mình chỉ nổ máy thôi chứ mình không chạy thử được. Thời gian có hạn. Mình không chạy thử nữa, ngày mai mình ráng ráp xong cho em trai chạy ráp này lấy. Em trai này là hẹn mình là chủ nhật thứ bảy tuần trước, lận mà lúa chưa có nha, lúa thóc chưa có cho nên là vậy. Rồi chiếc xe này là nè, khai sinh cam, bạc đạn cam, bay dên, ắc dên, bạc đạn dên, làm bố nồi, vớt đế nhôm, rồi mới giống độc sớ quá. Rồi vậy là xong rồi, coi êm hay không, là quan trọng là êm hay không nè. Cái nói gì vậy? Nổ đi à. Rồi coi nhớ có lên đầu bò không nha. Rồi mình coi coi nhớ có lên đầu bò không nha, nổ nha. Rồi á. Để sau chịu phá đầu đây. Rồi thì máy đã nổ rồi nha anh em. Thì hơi xì bô nha, ngày mai là mình sẽ sửa lại. Rồi đó, máy nổ im rồi nha anh em, hết lột dên rồi đó. Xe vọng về quá. Rồi như vậy là nổ máy nha, mình kết thúc video. Ngày mai mình canh chỉnh coi có xì nhớ rồi mình canh chỉnh lại là ok rồi. Kết thúc xe này nha, rồi hơi xì bô, ngày mai mình kiểm tra rombo rồi. Xong rồi đó anh em ơi.